À, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ cùng với cả các bạn giới thiệu một cái app gọi là app học tiếng Trung thi HSK. Đây các bạn nhìn trên màn hình, tôi vào trong cái app của iPhone, các bạn đánh chữ HSK. Ở đây là HSK 3. Các bạn nhìn xuống màn hình các bạn thấy có cả HSK 1 này, 2 3 4 5 và HSK 6. Chúng ta thấy ở đây nó có rất nhiều những cái phần mềm HSK khác nhau, nhưng mà tôi cũng đã download thử một số cái rồi. Thì ở đây thấy hay nhất đó chính là cái phần mềm HSK mà màu da cam chúng ta nhìn thấy ở trên màn hình ấy, đang ở trên màn hình ấy. Thì ok, chúng ta sẽ download nó xuống. Ok, trong cái thời gian download thì cũng xin giới thiệu các bạn một chút nữa, đó là các bạn có thể kết nối với tôi thông qua Facebook. Các bạn đánh Tịnh Hải là sẽ ra. Ngoài ra thì các bạn có thể ở trên kênh YouTube là đương nhiên rồi đúng không ạ? Học tiếng Trung cùng Nguyễn Đức Dương. Tiếp tục nữa thì chúng ta còn một cái group là học tiếng Trung mỗi ngày. Đường link tôi sẽ để ở phía dưới nhé. Các bạn chỉ cần kích vào đường link là ok rồi. Rồi. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ đợi cái phần mềm này nó được download xuống hết. Và sau đó thì chúng ta sẽ mở nó ra và xem nó như thế nào. Ok, mở nó ra. Đây chính là giao diện của cái phần mềm HSK này. Chúng ta sẽ cùng nhau thử làm một cái bài test để xem cái quá trình thực hiện nó ra sao. Ok, chúng ta nhìn thấy thời gian đang chạy. Trong phần nghe chúng ta chỉ cần kích vào cái nút play ở phía trên đấy. Ở đây họ để có cả hướng dẫn bằng tiếng Anh ở phía trên, thì chúng ta có thể tiện kích vào. Ok, kéo dần dần xuống dưới. Khi các bạn làm thì các bạn chỉ cần ở phần nó sẽ chia ra HSK3 này, riêng ở trong HSK3 này nó chia ra làm 3 phần. Nghe nói đọc viết từ HSK3 trở lên là sẽ có nghe nói đọc viết. Đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần này, bởi vì do đây là cái bài test, tôi test thử xem cách làm như nào, nhưng tôi sẽ điền bừa chứ không thể ngồi đợi để mà điền hết từng câu cho chính xác, thì đương nhiên nó sẽ rất khó, rất mất thời gian, chứ không phải rất khó, rất mất thời gian. Chính vì thế thì về đây tôi sẽ điền bừa thật nhanh. Chúng ta quan sát ở trên màn hình ạ. Phần thứ hai sẽ là đúng hay sai, chữ V là đúng, X là sai. Chúng ta cứ điền bừa thôi. Chúng ta làm hết phần này để xem rằng cái cách tính điểm của nó ra sao và đáp án của nó thì như thế nào. Đúng không? Từ câu 41 à 31 đến câu 40 có 3 đáp án ABC và các bạn chọn một trong các đáp án. Đây vẫn là phần nghe nhé, chính phần nghe thì nó sẽ chạy theo thời gian. Đến câu nào thì chúng ta sẽ tích vào câu, chúng ta sẽ làm cái câu đó. Chúng ta nhìn thấy với cái thời gian ở phía trên đúng không ạ? Đỏ đỏ đấy, 1 phút 22 52 này, đấy. Nó luôn hiện ở trên cái màn hình chúng ta làm. Trong suốt quá trình phần 2 đọc hiểu duy tú đấy. Chúng ta xem câu 41, câu 45. Rất tiện lợi ở chỗ là đều cho chúng ta tích. Tôi sẽ đi nhanh một chút ở cái phần này nhé.
Đây cũng là xem là tỷ lệ tích bừa tôi sẽ liệu tôi tích bừa thì sẽ thì có thể qua được cái đề thi HSK này không. Đây là HSK 3 thì tổng điểm của nó vẫn là 300 điểm. Và các bạn sẽ phải vượt qua 60% của nó, tức là 180 điểm. Thì các bạn mới có thể vượt qua và nhận cái chứng chỉ HSK. À, chú ý ở đây là HSK mới này chúng ta sẽ không có điểm liệt. Nghĩa là các bạn an tâm, kể cả phần nghe các bạn được 0 điểm. Nhưng đọc hiểu và phần viết các bạn đạt tổng hai phần này là 180 điểm thì các bạn vẫn cứ qua. Đúng không ạ? Phần mềm này sử dụng ở trên điện thoại. Hiện tại tôi đang sử dụng trên iPhone. Nhưng mà các bạn, tôi sẽ để một cái đường link kể cả Android hay là các phần các iPhone và Android thì đều có cái đường link ở phía dưới nhé. Các bạn chỉ việc kích vào nó có thể download được. Đơn giản hơn thì các bạn cứ lên trên kể cả app của Android thì các bạn cứ lên trên kho Google Play, các bạn download xuống thì nó cũng tương tự như cái này thôi. Giao diện cũng giống hệt, không có gì là khác. Chúng ta sang phần 3. Ở trong phần 3 này có một chút thì tôi sẽ cùng với cả các bạn thử làm một chút thôi nhé. Các bạn chú ý ở phần 3 này thì các bạn phải đánh chứ không được chọn nữa. Là các bạn phải đánh cái từ, họ cho một loạt các từ và chúng ta hoàn thành câu. Đấy. Chơi trưa của này, si qua này, ai này. Chúng ta phải nhìn được cái mặt chữ thì ở đây các bạn phải cài cái phông chữ tiếng Trung nhé. Chúng ta phông chữ tiếng Trung thì nó có hai dạng. Một là dạng là pinyin, hai là dạng viết tay đấy. Thì ở đây tôi khuyên là các bạn sẽ cài cả hai dạng vào. Nó sẽ rất có lợi cho các bạn trong cái việc làm cái bài thi này. Ở đây khi mà các bạn biết pinyin rồi thì cũng không có gì là khó khăn đúng không? Chúng ta có thể đánh cái pinyin vào nó sẽ hiện ra chữ. Dễ hơn cũng không 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 quá khó khi các bạn kể cả làm viết giấy thì các bạn có cái từ đấy rồi, các bạn chỉ cần theo cái cách gọi đùa thôi là gọi là vẽ lại chữ chứ không phải là viết chữ nữa. Ok. Đầu tiên thì để mà nhanh thì đương nhiên là các bạn phải đánh bằng pinyin thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều cách chúng ta vẽ chữ rồi đúng không? Vậy xong câu 71 của Choi Ai Chư Si Qua là xong. Chúng ta sang cái câu 72. Ở đây có trung úy, có thúng uy, có tha và có lơ. Thì câu này sẽ là gì? Rồi, cái màn hình đánh của tôi nó tương đối nhỏ. Thường xuyên bị đánh nhầm cái pin ấy. Đánh nhầm thành hai chữ T rồi. Xong câu 72 chúng ta sang câu 73 nhé. Ở trong câu 73 này chúng ta sẽ có làm một cái thủ thuật, đó là chúng ta chuyển cái phông chữ sang phông chữ viết tay. Thì cái phông chữ viết tay này chúng ta sẽ làm gần như là chúng ta đang làm trên giấy viết. Chúng ta chỉ cần vẽ chữ thì nó sẽ xuất hiện ra các cái chữ ở phía trên gợi ý của chúng ta và chúng ta chỉ việc kích vào nó thôi đúng không ạ? Cái này cũng là một cái phần rất là hay. Ok. Chúng ta sang cái bài cuối cùng. Câu 76.
thai. Ở đây lại có một cái hay nữa là chúng ta lại quay ngược lại cái phông chữ Pinyin, và chúng ta sử dụng là cái phông chữ này đôi khi nếu như các bạn quên mất không biết nó là từ gì thì chúng ta đánh cả một cái câu này ra, đánh cả một cái câu này ra thì hoặc là đánh hai cái cụm từ, ví dụ từ miếng thai giáng mà chúng ta không nhớ từ thai viết như nào, chúng ta đánh cả từ thai giáng ấy ra thì ở phía trên của Pinyin nó sẽ gợi ý đúng không ạ? Đấy, từ mỉ ở đây thì nhớ rồi thì không cần. Ở đây từ khuấy tá. Níu này, chúng ta không nhớ được từ níu viết thế nào, chúng ta đánh cả chữ níu này rồi chúng ta xóa đi chữ này để lại chữ níu. Ok, phần cuối cùng khi mà các bạn làm xong các bạn chỉ kích vào chữ là u đỏ đỏ chúng ta sang. Ok, chúng ta nhìn thấy phần 1 nghe nói được 28 điểm, phần 2 đọc hiểu được 17, phần 3 su xỉa đấy. Bỏ lại câu cuối là 80 điểm. Tổng điểm 124, thế là chưa rồi. Và ở phía dưới nữa thì nó có các câu để chúng ta biết là chúng ta làm đúng câu nào và sai câu nào. Thực sự phần mềm rất là hay đúng không ạ? Chúc các bạn có thể trải nghiệm cái phần mềm này một cách hoàn thiện và